Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Cô Phí. Như mọi người đã biết là Phương Anh vừa mới đi Hà Nội về và đáng nhẽ ra các chủ đề của vlog tuần này sẽ bao quanh Hà Nội thân yêu. Nhưng mà sau khi đáp máy bay về Hà Nội thì mọi thứ đã thay đổi. Mình và bạn mình đã cố gắng xách xe ra ngoài để quay vlog, nhưng mà bọn mình vẫn bị tụt mood bởi thời tiết, bởi không khí, rồi nắng nóng của Hà Nội. Vì thế nên là bọn mình chỉ quay được những clip như hello mọi người. Bây giờ mình mới ra khỏi nhà tại vì sáng nay đã có một trận mưa rất to đùng ngã cửa nhá. Khoảng 7-8 giờ sáng gì đấy và bọn mình đã chuẩn bị dậy đấy chứ, nhưng mà lại có một trận mưa to vãi chưởng. Thế là bọn mình anh ngủ tiếp. Và bây giờ thì trận mưa đấy đã hết nhưng mưa phùn thì vẫn còn. Bây giờ thì chúng tôi vừa mới pick up ra đường và lúc bây giờ là khoảng 11 giờ. Vì thế nên chúng tôi đã bị out khỏi kế hoạch ăn sáng và bây giờ chỉ còn kế hoạch ăn trưa. Ôi mưa quá. Bây giờ không biết là ăn trưa ở đâu, các bạn hãy đi theo chân mình để xem mình ăn trưa ở đâu nhé. Bây giờ chúng tôi lâu lắm rồi chúng ăn trưa ở ngoài đường nên là không biết đi đâu hết. Bây giờ hơi nhiều. Hơi nhiều gì? Hơi nhiều bây giờ. Thế à? Thế quay lại nhá. Hình như ở chỗ này, nhưng mà thực sự là tôi là người Hà Nội nhưng mà tôi chỉ ăn duy nhất một lần trong đời. Nhưng mà tất cả nhiều người đi vào đây thì chắc là đúng rồi. Hãy cứ đi thẳng vào đi. Úi trời ơi. Đấy. Đây là lý do mà vì sao khi mà đi ở Hà Nội thì phải nên đi xe máy, không nên đi taxi. Mình luôn lách được các bạn ạ. Sự khác biệt giữa Hà Nội và Sài Gòn là ở Hà Nội thì có rồi. Rồi này thì chính là lòng. Lòng được ghép nhân là gì nhỉ? Tiếp với cả mấy cái gì đó lạc liếc các thứ. Nên là ăn nó sẽ rất là bùi và ngon, ngậy. Sau khi ăn thì các bạn nhớ là phải kẹo su. Mình cảm ơn. Bây giờ chúng tôi sẽ đi đến đâu đó mà chúng không biết là đâu. Vẫn đang suy nghĩ. Nhưng không sao, tuần sau Phương Anh sẽ quay trở lại Hà Nội và phục thù bằng cách quay bằng được các vlog tại đó. Và để thay thế cho các clip đó thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề mà các bạn đang rất là thắc mắc gần đây. Đó là cách Phương Anh tạo kiểu tóc mỗi khi ra đường như thế nào. Phương Anh thì chỉ có hai kiểu hay tạo thôi, vì thế nên chúng ta hãy bắt đầu luôn nhá. Và xin mời các bạn đến với nhà vệ sinh của mình. Nhà vệ sinh thì vừa có gương, vừa có ổ điện luôn nên chúng ta sẽ quay ở đây. Bắt đầu thôi. Các bạn nhớ là khi làm tóc thì nên để đầu bẩn từ 1 đến 2 ngày. Nếu như mà chúng ta làm tóc ngay sau khi gội đầu, khi mà tóc chúng ta còn đang rất ẩm thì nó sẽ không ăn máy làm tóc và nó sẽ rũi ra rất là nhanh. Vì thế nên để đầu càng bẩn càng tốt nhá. Và sau mỗi lần gội đầu thì Phương Anh luôn luôn sử dụng một sản phẩm dưỡng tóc, đó chính là của Moroccanoil. Nếu như mà không có em này thì khi mà tóc mình tẩy thì bây giờ Phương Anh đã không còn một cọng tóc nào trên đầu rồi. Và em này thì mình đã dùng rất là lâu rồi, bây giờ chỉ còn một tí và chuẩn bị mua thêm loại mới. May cả nắp. Nếu như tóc đoạn nào mà hư tổn nhiều thì hãy sử dụng em này nhá. Có giá khoảng 1,1 triệu, 1,5 triệu gì đấy. Ok, bây giờ sẽ là làm tóc thật sự này. Trước khi mà để tóc tiếp xúc với cả máy làm tóc thì mình sẽ phải dùng xịt dưỡng bảo vệ tóc khỏi nhiệt của Tresemme. Bạn phải xịt thật kỹ vào từng thứ tóc, nhất là những cái tóc mà đang rất khô sơ. Có một tip nho nhỏ để các bạn làm phồng chân tóc, đó chính là sử dụng dầu gội khô XXL volume. Mình sẽ xịt sát vào chân tóc để tóc có thể có được độ bùng bềnh. Mình sẽ sử dụng một chiếc máy cỡ khá là to như thế này và để nhiệt độ là 190 độ. Các bạn nhớ là phải xoay cái máy này. Khi mà uốn thì Phương Anh luôn để lại một ít đuôi để trông cho nó kiểu tự nhiên hơn. Nếu mà xoăn cả đuôi thì nó sẽ khiến cho mình điệu hơn. Và Phương Anh thì mình sẽ giữ nguyện lọn này ở đây và khi mà hoàn thành cả đầu thì mình sẽ cào ra.
từ khi mà đi làm mẫu ảnh thì mình đã ý thức được cái việc là cần phải làm tóc mỗi khi ra đường, bởi vì những cái lọn tóc xoăn đẹp thì thường là được làm bằng máy xoăn giả hết, thì hiếm mà có tự nhiên lắm. Nhìn lọn tóc như này mình nhớ đến cô hiệu phó của trường mình hồi cấp 3. Cô luôn luôn giữ nếp tóc bằng cách là kiểu cuộn nó hết vào như này chứ không bao giờ cào nó ra ấy. Nên là bọn mình hay gọi những cái lọn tóc của cô là rồi chó. Xin lỗi cô, nhưng mà nó thật sự là rất là giống rồi miếng rồi ăn ở trong bún đậu tôm ấy. Đấy, lúc nào cô cũng lồng lặng một cục như thế này mà không bao giờ cào ra các bạn ạ, không bao giờ cô cào ra hết. Mình cứ nghĩ là trước là một ngày nào đó như kiểu trọng đại thì cô sẽ cào ra những khai giảng các thứ, nhưng cô luôn luôn quặp vào trong nhá. Nhưng miếng rồi chó ấy. Đối với phần mái thì mình sẽ muốn sát sát vào chân tóc một chút, vì khi tóc thả ra thì sẽ có độ bóng trên phần đỉnh. Để kết thúc bước làm tóc thì mình sẽ sử dụng serum để làm bóng tóc và giúp các cái lọn tóc đang bị xoăn nó sẽ duỗi thẳng tự nhiên hơn. Các bạn phải xoa serum như thế này để nó được làm nóng. Bắt đầu bôi tóc này. Chúng ta sẽ đến với kiểu số 2. Kiểu tóc này thì Phương Anh thường áp dụng khi mà mình cần chút gì để nó hoang dại. Và kiểu tóc này còn được lấy cảm hứng từ chị em nhà Simi and Hayes. Mình sẽ để họ ở đây. Trời ơi, Instagram siêu cool, siêu ngầu, siêu giàu và siêu chất. Bắt đầu. Nó chắc chắn thì không thể thiếu dưỡng tóc rồi. Và đây chính là đồ long đao của mình. Chúng ta sẽ bật máy lên và tăng nhiệt độ đến 190 độ C. Mình nên để nhiệt vừa phải, tại vì cái kiểu tóc này thì chúng ta cần nó duỗi thẳng một chút chứ không phải là xoăn. Các bạn lưu ý là cái phần kẹp này của chúng ta nó phải kiểu tròn như này nhá, chứ không bị gập như thế này thì sẽ khiến cho tóc của mình nó gãy. Mình sẽ chừa phần đuôi lại lúc nào cũng như vậy để cho nó có cái độ kiểu xoăn đơ đơ đơ, nó sẽ lạ hơn rất nhiều. Và giờ thì chúng ta đã xong rồi. Các bạn có thể thấy là mới làm xong thì cái lọn tóc của chúng ta nó xoăn liên tiếp. Nhưng mà để khoảng 50 phút sau thì tóc sẽ duỗi ra và chúng ta đã có kết quả như ý. Kiểu tóc như thế này thì rất là phù hợp với những bạn mà tóc mọc, vì nó kích cái tóc mình dày đến rất là nhiều tầng lớp lớp.